Chị quay trở lại rồi đây ạ. À. <laughs> Trời ơi, vừa rồi ao ra để kiểm tra lại Wi-Fi mà cuối cùng không hiểu kiểu gì là tự tắt luôn phát trực tiếp luôn. Không biết là bây giờ các bạn đã có thể quay trở lại để có thể đến với cái đoạn thơ mà như chị nói là trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng phân tích chưa ạ? Các em ơi đã các em đã quay trở lại đây cùng với chị chưa? <laughs> Rất là xin lỗi chúng mình nhá rất là xin lỗi các em được không nào rất là xin lỗi các bạn bởi vì là sao ạ à? rất là xin lỗi các em là bởi vì à, chị à, lúc nãy chị tại ao ra mất <laughs> được không nào chị lại thoát ra mất bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây quay trở lại đây cùng với chị chưa ổn chưa xem được chưa tại vì là vừa rồi á là bày đặt đi vào kiểm tra lại wifi thế là cuối cùng là thành tự tắt luôn <laughs> Rồi em đã quay trở lại. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đoạn thơ mà như chị nói là trong ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau phân tích nhá. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từ khổ thơ số 5 ạ. À. Nào các bạn thấy là đường truyền đã ổn hơn chưa ạ? Các bạn đã thấy đường truyền ổn hơn chưa ạ? Rồi các bạn đã thấy đường truyền ổn hơn chưa ạ? Và các bạn ơi, ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là chúng ta sẽ phân tích khổ 5 khổ 6, khổ 7 và khổ 8 các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích các khổ thơ. Thì như em như em cũng biết ấy, nếu như để nói về bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì chúng ta sẽ dùng một cái cụm từ để nói về bài thơ này. Đó chính là gì nhỉ? Đó chính là bài ca tình yêu tuổi trẻ. Đúng không ạ? À Chúng ta sẽ dùng một cái gì ạ? Chúng ta sẽ dùng một cái mệnh đề để nói về bài thơ này. Đó chính là bài ca tình yêu tuổi trẻ. Và bài thơ này thì được ra đời vào năm 1967 nhá. Một ngày cuối năm năm 1967, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình thì Xuân Quỳnh đã viết bài thơ này. Được không ạ? À? Sóng thì đã thi vào năm 2021 Và đương nhiên Năm nay cũng là một cái năm Mà bài thơ này hoàn toàn Có khả năng có thể quay trở lại Trong đề thi bình thường Được không nào? Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé Đây chúng ta sẽ có ở đây Đây ạ à, Trong một cái chuyến đi thực tế Ở vùng biển Diêm Điền Của tỉnh Thái Bình Và các bạn nhớ giúp chị Là bài thơ này thì in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào Xuất bản năm 1968 Và tập thơ này thì chúng ta có thể hiểu Đó là đóa hoa thơm hái dọc chiến hào Là một cái tập thơ Mà chúng ta có thể thấy thể hiện rõ ở trong đó Là những cái khát vọng tình yêu tuổi trẻ Hay nói cách khác Đó cũng là một cái sự gì ạ đó cũng là một cái sự khẳng định cho gì là một cái sự khẳng định cho sức sống của tuổi trẻ việt nam thời chống mỹ được không nào thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái khổ thơ thứ năm này nhé các bạn đều biết rằng mỗi khổ thơ trong bài thơ sóng thì đều chứa đựng những nội dung rất riêng và nếu như nhìn vào tổng thể cả bài thơ này thì sẽ có một đoạn thơ vô cùng đặc biệt, đó chính là khổ thơ số 5. Khổ thơ này thì có tựa đề, đó là gì ạ? Đó chính là nỗi nhớ tình yêu. Chúng ta đều biết, tình yêu thì luôn bắt gì ạ? Tình yêu thì luôn gắn liền với nỗi nhớ. Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ mà đúng không ạ làm sao sống được mà không yêu không nhớ không thương một kẻ nào ông hoàng thơ tình việt nam đã viết như vậy rồi đúng không ạ thế nên chúng ta có thể thấy được rằng nếu như để nói về cái tín hiệu đầu tiên đúng không ạ nếu như để nói về cái tín hiệu đầu tiên để báo hiệu rằng là tôi đã tôi đã yêu một ai đó tôi đã để ý và cảm nắng một ai đó thì có lẽ là ngày hôm nay mình về và tự nhiên mình thấy hình ảnh của người ta không hiểu vì một lý do gì mà cứ chạy đi chạy lại trong suy nghĩ của mình thế thì nếu như các bạn nhận ra điều đấy thì rất là có thể là các bạn đã đã yêu một ai đó rồi đấy ạ <laughs> Nói thì nghe có vẻ rất là lý thuyết, nhưng mà thực tế chính xác là như vậy. Tình yêu thì luôn bắt đầu từ nỗi nhớ. Và nỗi nhớ chính là tín hiệu báo hiệu tình yêu. Và trong cái bài thơ này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái đoạn thơ rất là đặc biệt nha. Tại vì sao ạ? À? Tại vì sao chúng ta nói rằng đây là một cái đoạn thơ rất là đặc biệt ạ? À? Bởi vì như bình thường thì những cái đoạn thơ trên ấy là chỉ có bốn câu thơ thôi nhưng mà riêng cái đoạn thơ này có tận sáu câu thơ đúng không ạ thế thì rõ ràng cái đầu tiên mà các bạn nhìn ra được đó là biên độ của đoạn thơ này được mở rộng đúng không từ bốn câu thành sáu câu tại sao lại phải làm như thế ạ tại sao lại phải mở rộng biên độ của đoạn thơ này ạ à là bởi vì chúng ta có thể thấy được rằng ở đây rõ ràng khi viết về nỗi nhớ thì bốn câu thơ thôi là chưa đủ mà tác giả muốn sử dụng một cái đoạn thơ với cái việc đó là gì ạ đó là phá vỡ những quy luật về độ dài của một khổ trong cả bài thơ này với một cái mục đích đó là để diễn tả cho thỏa cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ Một cái nỗi nhớ thương rộng lớn Một cái nỗi nhớ thương mênh mang Một cái nỗi nhớ thương da xiết quặn thắt Đúng không ạ? Và đương nhiên là sau đấy khi đọc những cái câu thơ này cụ thể vào từng câu thơ Chúng ta sẽ thấy được cái nỗi nhớ thương đó được bộc lộ như thế nào Được không nào? Chúng ta sẽ thấy được rất rõ là cái nỗi nhớ thương đó sẽ được bộc lộ như thế nào Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức thế thì các bạn có thể thấy là cái điều đặc biệt tiếp theo sau cái ý đầu tiên đó là biên độ của khổ thơ được mở rộng thì các em sẽ thấy là trong cái đoạn thơ này cũng là một đoạn thơ rất đặc biệt khi xuất hiện cả hai hình tượng Bản chất thì khi mà tìm hiểu về bài thơ Sóng, chúng ta đều biết rằng bài thơ này là một cái bài thơ có sự đan cài giữa hai hình tượng, hình tượng sóng và hình tượng em. Hình tượng sóng ở đây cũng là một cái hình tượng đặt trong nghĩa thực, đó là con sóng ngoài đại dương. Thế nhưng mà đặt trong bài thơ này thì sóng cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho cái tôi trữ tình. Sóng cũng là hình ảnh ẩn dụ thể hiện cho khát vọng tình yêu đúng không ạ cho tình yêu của em cho tình yêu của người con gái thế thì ở đây chúng ta sẽ cùng xem nhé đoạn thơ này rất đặc biệt đó là có cái sự đan cài được không ạ giữa hai hình tượng đó là sóng và em đúng không nào chúng ta có thể thấy là bốn câu thơ đầu tiên là bốn câu thơ mượn hình ảnh của sóng còn hai câu thơ tiếp theo là hai câu thơ mà dường như em không thể nào ngăn nổi lòng mình em phải tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh đầy tha thiết khi mà bộc lộ về tình yêu của chính mình đúng không ạ thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé em phải tự tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh bộc lộ cho tình yêu của chính mình cho nỗi nhớ của chính mình thế thì đối với bốn câu thơ đầu tiên khi mà ẩn mình vào trong sóng thì em đã thể hiện cái nỗi nhớ như thế nào các bạn có thể thấy đây bốn câu thơ trước em ẩn mình trong sóng để bộc lộ những xúc cảm trong lòng và hai câu thơ sau em tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh đúng không ạ tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh ở đây thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là đối với cái bài thơ đối với cái đoạn thơ này nha nếu như mà viết về nỗi nhớ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động sử dụng thêm những cái liên hệ bởi vì sao trong thơ của xuân quỳnh luôn đầy ắp nỗi nhớ các bạn ạ không cần phải đi tìm liên hệ mở rộng ở đâu cả chỉ cần đi tìm thêm trong những tiếng thơ của xuân quỳnh thôi là các bạn sẽ thấy rất là rõ điều đó luôn được không nào những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau dạn vỡ những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ đúng không ạ hay là tương tư chiều của xuân diệu anh nhớ tiếng anh nhớ hình anh nhớ ảnh anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi có rất là nhiều những cái bài thơ viết về nỗi nhớ và các em có thể mượn những cái ngữ liệu đó để các bạn gì ạ phân tích thế thì chúng ta có thể thấy nỗi nhớ xuất hiện trong đoạn thơ này là một nỗi nhớ như thế nào đầu tiên con sóng dưới lòng sâu này đúng không con sóng trên mặt nước này dưới trên lòng sâu mặt nước là để chỉ không gian đúng không ạ là để chỉ không gian vậy thì có thể thấy rằng đó là một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian đúng không một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian dưới lòng sâu và trên mặt nước đúng không ạ một cái nỗi nhớ mà bao trùm cả thời gian ngày và đêm đúng không ạ? Thế thì có thể thấy được rằng là dường như nỗi nhớ răng mắc khắp nơi đây. Có thể khẳng định một điều là dường như nỗi nhớ răng mắc khắp nơi đây. Đúng không ạ? Đó là gì? Đó là một cái nỗi nhớ bao trùm không gian, dưới lòng sâu và trên mặt nước. Đó là một cái nỗi nhớ bao trùm cả thời gian, ngày đêm mà còn không ngủ được. Ở đây là biện pháp tu từ nhân hóa này, trực tiếp này, sóng nhớ bờ. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng soi chiếu vào cái hình ảnh ẩn dụ của con sóng thì chẳng khác nào ở đây đang muốn nói là em nhớ anh. Nhớ anh đến cái mức mà nỗi nhớ ấy dường như răng mắc khắp không gian, là một cái nỗi nhớ bao trùm cả thời gian ngày và đêm và để rồi ngay khi em không thể nào ngăn nổi lòng mình nữa em phải tự tách mình ra khỏi con sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh ở đây có thể thấy tác giả sử dụng một cách từ ngữ rất là hay ạ đó chính là gì ạ đó chính là lòng em là nơi sâu thẳm nhất ở trong tâm hồn đúng không ạ lòng em nhớ đến anh và đặc biệt là một cái cách nói lạ hóa cách nói lạ hóa bình thường thì chúng ta đều thấy rằng ngủ thì là lúc đó là chúng ta đã chìm trong cái trạng thái là vô thức rồi đúng không ạ thế mà lòng em nhớ đến anh ở đây đến cả cái mức là cả trong mơ mà em vẫn còn thức cả trong mơ rồi tức là đang ngủ rồi mà vẫn còn đang thức thế thì các bạn có thể thấy được rằng đây là một cái nỗi nhớ mà dường như nó xuất hiện đúng không ạ có thể thấy cái thức trong mơ chính là biểu hiện cao nhất của nỗi nhớ đó là một cái nỗi nhớ gì ạ không chỉ xuất hiện trong ý thức trong tiềm thức mà ngay cả trong vô thức thì nỗi nhớ đó cũng đang tồn tại và xuất hiện vậy thì có thể thấy rằng khi nói về nỗi nhớ tình yêu xuân quỳnh đã diễn tả một nỗi nhớ vừa mênh mông, vừa ra xiết, vừa quặn thắt, vừa khắc khoải. Và bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, cũng là dường như nỗi nhớ thương anh đang trào dâng lên ở trong lòng. Đúng không ạ? Dường như nỗi nhớ thương anh đang trào dâng lên ở trong lòng. Và chúng ta có thể thấy được rất rõ một điều rằng, có lẽ là bởi vì tình yêu trong em đã quá lớn thế nên cái tín hiệu báo hiệu tình yêu là nỗi nhớ nó đã ùa về giống như cách em không thể nào ngăn nổi chính lòng mình để rồi tự mình hạ lời thì thầm hai tiếng em anh để trực tiếp bộc lộ nỗi nhớ thương này được không ạ à? thì đấy sẽ là cái đoạn thơ đầu tiên nhá các em ơi các em có thấy bị lác không ạ à? tại vì là tự nhiên hôm nay chị xem bằng máy tính thì chị cũng đang thấy nó khá là có vấn đề nhá Tức là chị cứ xem được một chút là nó lại bị đen màn hình á. Kem ơi Kem có thấy bị lag không? Chúng mình có thấy bị lag không ạ? Tại vì chị sợ là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng mà chị phát trong buổi ngày hôm nay thì không biết là các bạn có thấy bị lag không ạ? Tại vì chị cũng hôm nay chị xem bằng máy tính thì chị cứ thấy một tí xong nó lại bị đen màn hình ý. Thì chị sợ là các bạn cũng bị như thế. À không à? <laughs> thế thì chắc là không phải là từ phía chị rồi. Thế thì chắc là Ờ, thế thì chắc là từ phía các bạn rồi ấy Tại vì thanh trà quốc anh bảo là không ngạ đấy, này Em chưa thấy lát này <laughs> Ok ạ à. Rồi, thế thì chị vẫn cứ sẽ tiếp tục giảng nhá Chắc là do wifi nhà chị hôm nay cũng không được ổn lắm hay sao ấy Vì chị xem bằng máy tính xong rồi là tự nhiên chị thấy màn hình nó tối tối lại <laughs> Chị vẫn cứ giảng tiếp nha Được không nào, chị vẫn cứ giảng tiếp nhá Sợ lát ảnh hưởng đến các bạn thôi ạ à. à em giảm chất lượng À xuống 360 đỡ lắm à Ồ ở đấy nhở Để chị thử, để chị thử xem <laughs> Ok ạ à. Thì đấy sẽ là đoạn thơ đầu tiên nha Đoạn thơ đầu tiên nhá Đoạn thơ nói về nỗi nhớ nhá Tín hiệu đầu tiên báo hiệu tình yêu nhá Được không nào Sau đó chúng ta sẽ có khổ sáu, Sau cái tín hiệu Đề cập đến nỗi nhớ tình yêu thì chúng ta có thể thấy được rằng là tác giả đã nói về một cái khát vọng mà chúng ta đều thấy rằng có vẻ như khát vọng đó là một cái khát vọng mà bất cứ bất cứ con người nào, bất cứ ai cũng đều mong muốn, gì ạ? Bất cứ ai cũng đều mong muốn có được khát vọng đó nếu như mình tìm được đến tình yêu, đó là khát vọng thủy chung với bốn câu thơ dẫu xuôi về phương bắc dẫu ngược về phương nam nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương chúng ta có thể thấy được rằng là bốn cái câu thơ này là bốn câu thơ đã cho chúng ta thấy được về khát vọng tình yêu và cũng cho chúng ta một cái định nghĩa rất là hay về một cái cụm từ đó chính là gì ạ đó chính là phương anh mượn phương hướng của trời đất để khẳng định lòng thủy chung của con người đấy ạ à dẫu xuôi về phương bắc dẫu ngược về phương nam nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương thế thì ở đây các bạn có thể thấy này tác giả dùng cặp phạm trù đối lập dẫu xuôi dẫu ngược đúng không nhưng mà lại nói này xuôi về phương bắc à, ngược về phương nam. Tại vì như bình thường á, nếu như mà chúng ta có một cái sự hiểu biết nhất định về địa lý thì các em sẽ thấy là không có ai mà người ta nói như thế cả. Bản chất là người ta sẽ nói là xuôi về phương nam và ngược lên phương bắc chứ, đúng không? Thế nhưng Xuân Quỳnh lại viết là xuôi về phương bắc và ngược về phương nam. Ô thế là là bước vào tình yêu là bây giờ chính choáng là không có xác định được phương hướng nữa à Đúng không ạ? Mình sẽ tự đặt ra một cái câu hỏi như thế Thế là bây giờ là chính choáng là không có tự xác định được phương hướng à Mà bây giờ Xuân Quỳnh lại viết là xuôi về phương Bắc và ngược về phương Nam Bởi vì bản chất là phải là xuôi về phương Nam và ngược lên phương Bắc Đúng không ạ? Thế thì điều đó thể hiện cái gì? Chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Đó là một cái cách nói lạ hóa đấy Đó, nó là một cái tín hiệu nghệ thuật đấy Để thể hiện gì? những cái cụm từ đó là những cái cụm từ chỉ giới hạn cách xa của không gian dù ở nơi đâu thì trái tim của em cũng chỉ hướng về một phương duy nhất đó là phương anh và đối với cái việc sử dụng cách nói lạ hóa đó thì dường như xuân quỳnh cũng muốn thể hiện đó chính là gì ạ đó chính là trong cuộc đời này có thể mỗi chúng ta đều sẽ phải gặp những điều nghịch lý và éo le đúng không ạ và những cái nghịch lý và éo le đó chính là những điều mà cả anh và em đều sẽ phải trải qua ở trong cuộc đời này. Và đối với những cái câu thơ này chúng ta thấy cặp phạm trù nhá. Phương bắc, phương nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở đây rõ ràng là tác giả đã đưa ra một cái khái niệm đất trời có bốn phương tám hướng đúng không ạ dẫu cho có ai đi xuôi về phương nam hay ngược lên phương bắc thì trái tim của em cũng chỉ có duy nhất một phương để hướng về đó là phương gì ạ đó là phương anh phương của hạnh phúc đúng không ạ phương của tình yêu phương của khát vọng đợi chờ yêu tin vậy là chúng ta có thể thấy được rằng phương anh là một cái khái niệm rất đặc biệt mà xuân quỳnh đã đưa ra ở trong tiếng thơ của mình và phương anh chính là cách mà chuyển từ chiều sâu tâm lý trăng chiều sâu của không gian đúng không ạ sang phương hướng của không gian và đó cũng là một cái sự chuyển đổi rất đặc biệt của xuân quỳnh để thể hiện cho một cái khát vọng mà xuân quỳnh muốn hướng tới đó là khát vọng thủy chung các bạn nhé được không nào? Và sau đó chúng ta sẽ có khổ thơ số 7, niềm tin và tình yêu. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Ở đây thì rõ ràng là Xuân Quỳnh đã đưa ra một cái hiện thực. Đó là một cái điều tất lẽ sĩ ngẫu ở trong cuộc đời này. Những con sóng ở ngoài đại dương kia, đúng không nào? Dù thế nào, thì cũng sẽ gì, dù thế nào cũng sẽ xô vào bờ cát trắng. Dù có cách xa bờ bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ cập bến, đúng không ạ? Cũng giống như em, trong cuộc đời này em mãi biết đi tìm một tình yêu đích thực và dù có trải phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả, gian lao thì điều quan trọng nhất đó cũng chính là việc em có thể tìm được đến anh tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình ở đây nhá hai câu thơ này là hai câu thơ rất đặc biệt vì sao chị lại nói rằng hai câu thơ này đặc biệt ở đây thì tác giả đã sử dụng một cái kết cấu đảo bình thường thì mình sẽ nói là dù muôn vời cách trở con nào chẳng tới bờ đúng không ạ thế nhưng mà ở đây tác giả lại viết là con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở có thể thấy nếu như mà viết theo cái cách mà không đảo ấy đó là dù muôn vời cách trở con nào chẳng tới bờ Có nghĩa là dù điều gì xảy ra Thì em vẫn sẽ tìm đến anh thôi Thì rõ ràng là ý thơ sẽ thuận hơn Và cái sự khẳng định sẽ trở nên chắc chắn Đầy lý trí Với một cái kết bình ổn và có hậu Nhưng tác giả lại sử dụng cái kết cấu đảo Đó là con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở Để cho chúng ta thấy được một cái niềm tin sâu sắc nhưng vẫn mong manh mang chút cảm tính và vì thế mà niềm tin mãnh liệt chân chính vào đích đến cuối cùng của tình yêu cũng có thêm một chút dư vị đắng cay của người từng trải đúng không ạ đúng một trong những điều bền vững nhất có thể nói tới chính là tình yêu thế nhưng cũng có một cái điều mỏng manh nhất được nói tới không gì khác cũng chính là tình yêu đúng không ạ vậy nên các bạn có thể thấy rất rõ một điều rằng ở đây hành trình của con sóng tìm ra đến đại dương sẽ có nhiều gian lao vất vả nhọc nhằn thế nhưng dù có gặp sóng gió có gặp rông bão đúng không ạ có phải đối diện với rông bão thì cuối cùng con sóng cũng sẽ ôm vào bờ cát trắng sẽ đến được nơi mà mình thuộc về cũng giống như niềm tin mà em đặt để trong tình yêu của chính mình vượt qua bao nhiêu vất vả thì em cũng sẽ tìm được đến anh tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Được không ạ? Thế nhưng chúng ta đều biết rằng trong thơ của Xuân Quỳnh bên cạnh những khát vọng hạnh phúc vẫn luôn là cái sự cồn cào những chăn trở âu lo. Và khổ thơ số 8 này chính là khổ thơ thể hiện cho những cái chăn trở âu lo ấy ạ. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia rẫu rộng mây vẫn bay về xa không hiểu tại sao khi đọc đến những cái câu thơ này thì chúng ta lại nhớ tới ngay những câu thơ của nhà thơ xuân diệu đúng không ạ đó là gì đó là lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật không cho hoài tuổi trẻ của nhân gian nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời đúng không ạ thì các bạn có thể thấy rất rõ một điều đó là gì đó chính là bản thân của xuân quỳnh xuân quỳnh cũng đã nói về những cái điều mà nó là suy nghĩ chung của rất nhiều người người ta thường sợ dòng thời gian trôi chảy vì người ta hiểu rằng cứ mỗi mùa xuân đến là một năm lại đi qua và đó là lúc mà tuổi trẻ cũng dường như đang đi cùng với thời gian thế nhưng chỉ khác một điều là thời gian mùa xuân sẽ quay trở lại còn tuổi trẻ của con người thì không thế nên ở đây đã xuất hiện những cái nỗi niềm mà người ta nói rằng đó là những cái nỗi niềm riêng tư sâu kín của xuân quỳnh thế nhưng cũng là nỗi niềm riêng tư sâu kín của biết bao nhiêu người đàn bà đó là gì ạ đó là những chăn trở và âu lo cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa đúng ạ có một hiện thực đó là cuộc đời này tuy dài bởi vì bản chất là chúng ta có 60 70 80 năm của cuộc đời cơ mà đúng không ạ Thế nhưng mà năm tháng vẫn đi qua và có một cái hiện thực khắc nghiệt bất cứ ai cũng phải chấp nhận đó là năm tháng đã đi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại giống như tuổi xuân của chúng ta nếu đã đi qua thì cũng sẽ không bao giờ quay trở lại đúng không ạ chính vì vậy mà một cái hình ảnh so sánh đã được tác giả đặt để ở đây như biển kia có rộng đến như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đến một thời điểm những đám mây không còn bay song song với mặt biển nữa mà sẽ trôi về phía xa sẽ không còn nhìn thấy những đám mây đó nữa thì ở đây các bạn có thể thấy rằng trong bốn câu thơ này tác giả đã sử dụng cái cặp phạm trù đối lập tuy vẫn dẫu vẫn tuy vẫn dẫu vẫn đúng không ạ để khẳng định một cái triết lý về sự vĩnh hằng của vũ trụ bao la đối lập với sự hữu hạn của thời gian đời người đúng là như vậy phải không nào đúng là như vậy làm sao mà có thể đong đếm làm sao mà có thể gọi là gì ạ so sánh thời gian của đời người đặt để trong dòng chảy của thời gian tự nhiên được đúng không nào và đến đoạn thơ này nếu như những đoạn thơ trên chúng ta có thể thấy được tất cả những gì là sôi nổi nhất thì bây giờ các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ tác giả lại viết về cái đoạn thơ này bằng một cái giọng thơ trầm lắng dường như đang thể hiện suy tư của người con gái trong tình yêu đó là gì nhở đó là cuộc đời này dù dài thì thời gian vẫn là hữu hạn và tuổi trẻ rồi cũng sẽ đi qua và con người cũng sẽ không còn đủ thời gian để có thể yêu đương nồng nhiệt biển kia dẫu rộng thế nào những đám mây rồi cũng sẽ bay về phía xa và khuất tầm mắt của con người và bởi vì bản thân Xuân Quỳnh vốn dĩ là một người rất đỗi nhạy cảm với những bước đi của thời gian. Và chính cái sự nhạy cảm ấy đã dẫn chị tới một cái tâm trạng đó là lo âu, đó là khắc khoải. Thế nhưng mà khi đến với sóng thì Xuân Quỳnh đã vượt qua cái quy luật đó để tìm thấy được cái sự lạc quan cho chính mình. Bởi vì trước đấy nha, Xuân Quỳnh cũng đã từng rất nhiều lần lo âu rồi ạ. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Tình lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay Hay là em biết đấy là điều đã cũ Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu Sự gắn bó giữa hai người xa lạ Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn Hôm nay yêu mai có thể xa rồi Niềm đau đớn tưởng như vô tận bỗng có ngày thay thế một niềm vui. Được không nào? Thì chúng ta thấy rằng là cái cái lo âu và những cái chăn trở của Xuân Quỳnh không phải đây là cái bài thơ đầu tiên mà Xuân Quỳnh mới thể hiện mà chúng ta có thể thấy được một điều rằng là Xuân Quỳnh đã thể hiện những cái chăn trở và những cái âu lo đó qua rất là nhiều những cái bài thơ khác của mình và có lẽ cũng chính bởi điều đó mà tiến sĩ Chu Văn Sơn đã từng nói rằng xuân quỳnh là nhà thơ của những cái nỗi niềm rất thực đúng không ạ đó là cái nỗi âu lo về thời gian sẽ trôi chảy đó là hình ảnh của gì ạ à, đó là hình ảnh của uh, gì ạ Cỏ dại bị dày xéo hoa dại bị bỏ quên mây trắng mải mê phiêu bạt rất là nhiều những cái hình ảnh để cho chúng ta thấy được rằng là trong trái tim nhạy cảm của xuân quỳnh vẫn luôn tồn tại những cái âu lo thường trực được không nào thì các bạn ơi đó sẽ là bốn cái đoạn thơ mà chúng mình có và như chị đã nói thì ngày hôm nay á chị muốn dành thêm thời gian để các bạn có thể đặt ra những cái câu hỏi về những cái băn khoăn trong cái quá trình ôn tập của chúng mình nữa thế nên là không biết là không biết là các bạn có những cái băn khoăn gì trong cái quá trình ôn tập của các bạn không thì chị cũng hy vọng là có thể dành một chút thời gian để giải đáp cho chúng mình Đấy, không biết là các bạn có những cái băn khoăn gì trong cái quá trình mà các bạn đang ôn tập môn văn không ạ? Chúng ta thấy được rằng là năm nay á thì những cái đoạn thơ thực sự là một cái điểm nóng. Bởi vì bản chất thì các bạn cũng thấy được là đã 2 năm rồi. 2 năm trước chúng ta đều thi vào thơ, à chị xin lỗi. 2 năm trước chúng ta đều thi vào văn xuôi. Năm nay các bạn kỳ vọng vào việc là ra một cái văn bản thơ chị nghĩ là nó cũng rất là hợp lý bản thân chị cho rằng là nó rất là hợp lý đó thế nên là nếu như mà các bạn có những cái băn khoăn thắc mắc gì về việc chúng ta đang ôn tập thơ thì các bạn có thể để lại những cái câu hỏi ở đây để chúng ta cùng với nhau giải đáp nhé chị thấy là như ngày hôm nay là cũng sẽ có khá là nhiều bạn bị lát đấy à bởi vì là như chị thấy là như chị thấy à video trước không tìm thấy à đúng rồi ạ video trước không tìm thấy đâu bởi vì bị ẩn rồi mà em viết đoạn nghị luận xã hội bị dài quá viết cô đọng ý chính được ạ cái này nó sang một phạm trù khác luôn rồi thùy linh ơi về bản chất thì em cứ hiểu nghị luận xã hội là em sẽ cần có các thao tác nhá mở đoạn thân đoạn thân đoạn em phải giải thích giải thích thật ngắn gọn phân tích bàn luận thì viết dài chứng minh viết dài liên hệ mở rộng viết ngắn gọn liên hệ bản thân viết dài một chút còn lại phần kết sẽ đưa ra thông điệp một cách ngắn gọn được không ạ? À rồi ạ. Thơ Xuân Quỳnh gợi cho em nhiều suy tư quá chị. <laughs> em rất thích bài sóng đúng không? Đây thực sự là một cái tác phẩm hay mà. Đúng là như vậy. À em nghĩ năm nay vào Việt Bắc cả. À? Chúng ta cứ cố gắng giữ niềm tin để chúng ta ôn tập thật là kỹ nhá. Rồi, chị ơi em viết văn bị thiếu đi hồn ít cảm xúc là sao? Bị thiếu đi hồn ít cảm xúc là sao ạ? Trời ơi cái diễn đạt của em đã có vấn đề rồi đây này rồi chị có thể nói về liên hệ với các tác phẩm khác không bản chất là nếu mà liên hệ với các tác phẩm khác thì vừa rồi như bài thơ sóng là chị cũng có gợi ý đấy thường là chúng ta sẽ hay tìm những cái liên hệ mở rộng bằng cách một là em sẽ tìm những bài thơ của cùng tác giả hai là những bài thơ cùng đề tài ba là những bài thơ cùng giai đoạn bốn là những bài thơ cùng cái hình ảnh chi tiết đó xuất hiện Năm là em tìm thêm những cái nhận định phê bình về các cái tác phẩm đó cũng như là về tác giả. Thì đó là quá nhiều ngữ liệu để em viết rồi. Nghị luận xã hội viết một trang rưỡi được không? Quá dài, quá dài ạ. À. Bản chất 200 chữ nó chỉ rơi vào khoảng 2 phần 3 tờ giấy thi, 2 phần 3 mặt giấy thi đã là bị lố rồi. Em viết mặt rưỡi là quá dài ạ. À. À, chị nghĩ gì về tác phẩm rừng xà nu Chị cho rằng là cái tác phẩm đấy Cũng là một cái tác phẩm khá là khó Để xuất hiện trong đề thi Đương nhiên là chưa nói tới những vấn đề cá nhân của tác giả Nhưng mà chị cho rằng là Cái bài đó cũng giống như kiểu là Nhiều trường ấy, chỉ cho vào cái Phần đó là tự học có hướng dẫn thôi Thế nên thành ra là Để mà vào đề thi thì cũng khó nha Thế nên là chị nghĩ là cái bài đó Cái tỷ lệ nó thấp ạ nhưng mà chúng ta vẫn nên có một cái sự gì ạ? Chúng ta vẫn nên có một cái sự hiểu biết nhất định à đúng rồi rất nhiều trường chứ không phải là chỉ mình trường em đâu quỳnh anh rất là nhiều trường thì đều không học rừng xà nu bởi vì là như em cũng thấy là chính vì việc là có nhiều trường ấy cho cái tác phẩm đó vào tự học có hướng dẫn nên cái tỷ lệ mà vào đề thi là ít lắm thấp lắm em ạ à, được không nào các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ để lại ở đây để chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi nhá. Chúng ta đã có một cái hành trình để đi cùng với nhau thông qua các cái buổi học trong gì ạ? Thông qua các cái buổi học trong tuần vừa rồi với bốn buổi. Hồn chương 3 cũng thế, hồn chương 3 cũng có rất là nhiều trường cho vào tự học có hướng dẫn. Được không ạ? Cũng cũng như thế luôn, rất nhiều trường là không học luôn hoặc là nhiều trường là để cho học sinh tự học đó nó cũng xét trong cái trường hợp giống như là rừng xà nu ấy các bạn ạ mà bản chất thì đây cũng là một cái thể loại khá là đặc biệt chị thấy là đây là một cái thể loại khá là đặc biệt và cũng là một cái thể loại khá là khó thế nên là nếu mà để tỷ lệ xuất hiện trong đề thì chị nghĩ cũng không cao đó, tỷ lệ xuất hiện trong đề cũng không cao Tuyên ngôn độc lập cũng thế Bản chất tuyên ngôn độc lập cũng là một cái thể loại khá đặc biệt Mà khá khó để cho đề Vì bây giờ như em biết là Cái dạng đề của chúng ta ấy Thì sẽ là đề kiểu ra trích đoạn Mà bây giờ ví dụ ra trích đoạn vào cơ sở pháp lý Thì nó ngắn quá Vào cơ sở thực tế thì cũng không có nhiều cái gì để viết Chẳng lẽ là trích cả tuyên ngôn độc lập ra Thì nó cũng không được ổn lắm Đó cái khả năng mà đã ra trong đề minh họa thì chị chưa bao giờ chưa bao giờ thấy trong tiền lệ là nó sẽ xuất hiện ở trong đề thi thật đâu, chưa bao giờ thấy xuất hiện trong tiền lệ. Đó, thi học kỳ thì là chuyện bình thường bởi vì cái dung lượng thời gian nó khác em ạ. Thế nên là thi trong học kỳ là chuyện bình thường, thi học kỳ vào hồn chương 3 là chuyện bình thường lắm. Đó, được không nào? Là chuyện bình thường lắm nên là các bạn sẽ chú ý là khi mà chúng mình học thì bây giờ cũng là đến cái giai đoạn mà các bạn cần phải học trọng tâm và cần phải ôn trọng tâm rồi chị nghĩ là các bạn cũng cần phải đến cái giai đoạn là lượt lại toàn bộ kiến thức để ôn trọng tâm rồi thế nên là chúng mình cũng cần phải chú ý tới những cái tác phẩm mà cái khả năng nó cao rồi có cách nào cải thiện thời gian làm đọc hiểu với tốc độ viết không chị Đọc hiểu có gì khó đâu Em chỉ cần nhận biết được 4 cấp độ câu hỏi Mỗi cấp độ câu hỏi đó lại chia ra thành Các kiểu dạng câu hỏi Em chỉ cần biết cách và phương pháp xử lý Các kiểu dạng câu hỏi thôi Sau đấy thì phần nghị luận xã hội thì em viết theo đúng Cái phương pháp được cung cấp rất là đơn giản luôn Được không nào Thì chúng mình sẽ chú ý là như vậy nhé Về cơ bản thì à, Về cơ bản thì chị nghĩ là Chúng ta sẽ Cho nhau thêm một cơ hội để có thể gặp nhau, nếu được thì sẽ gặp nhau vào ngày mùng 6 tháng 6. Để chị em mình sẽ cùng với nhau gọi là như thế nào ạ, chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập lại toàn bộ kiến thức trước khi thi. Vậy nên là các bạn cứ cân nhắc đi, chị vẫn sẽ dành một cái deal đó là 799k cho các bạn đối với các bạn ở trong nhóm lớp của chúng mình. Thế nên là các bạn cứ cân nhắc để xem là có nên gặp chị Hiên trong ngày mùng 6 tháng 6 không để chúng ta bắt đầu ôn tập lại nhá. Ở trong cái khóa đó thì chị mới có thời gian đủ để có thể chia sẻ với các bạn về đọc hiểu và nghị luận xã hội được. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng được cung cấp cả phương pháp làm đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học nữa. Thì chúng mình sẽ cố gắng không chỉ là ôn tập lại kiến thức đâu. Nên các bạn có thể cân nhắc ở đây thì chị cũng nhìn thấy những gương mặt mà sẽ xuất hiện trong khóa học 10 ngày và chắc chắn sẽ gặp chị rồi. Trên tinh thần là cũng là giai đoạn cuối rồi. Cũng là giai đoạn cuối rồi ạ. Không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta cần phải thực sự tập trung trong cái giai đoạn này để bứt phá số điểm văn ở giai đoạn cuối. Như chị có nói là 2K6 là một cái đối tượng, là một cái thế hệ, là một cái năm rất đặc biệt. Bởi vì đến bây giờ thì chị vẫn thấy là các bạn vẫn chơi nha các bạn vẫn thoải mái nhá <laughs> các bạn không có áp lực gì nhiều đối với việc thi tốt nghiệp nhá à, nhưng mà nói chung là chị thì chị thấy là đương nhiên là mỗi thế hệ thì sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau cái cách học khác nhau thì chị cho rằng là có thể là các bạn cũng đang rất nỗ lực cho cái hành trình mà mình sắp đi nhưng mà chị nghĩ là đôi khi cái sự nỗ lực của chúng ta chúng ta cũng cần phải tự đặt một cái câu hỏi rằng là cái sự nỗ lực đó đã đủ chưa chị chỉ mong là các bạn sẽ cố gắng để chúng ta sẽ không phải tiếc nuối vì những gì đã đi qua. Hôm nào viết xong cái bài viết vào ngày 27 tháng 6 ấy thì sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc bởi vì mình đã hoàn thành được cái bài viết cuối cùng chứ không phải là một cái sự hối hận rằng giá như mình cố gắng thêm một chút nữa. Chị nghĩ thế ạ. Thế nên là rất hy vọng là có thể được gặp lại chúng mình ở trong uh, khóa học 10 ngày chạy văn được không nào. Uh, còn buổi ngày hôm nay thì chắc là chị sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Bây giờ là sắp là 12 giờ đêm rồi. Có bất cứ câu hỏi gì thì các em có thể chủ động nhắn tin riêng cho chị để chị có thể giải đáp và phản hồi thêm cho chúng mình, hỗ trợ chúng mình ở trong cái giai đoạn này để chúng ta sẽ cùng với nhau bứt phá ở giai đoạn cuối nhá. Còn rất là cảm ơn các em vì 4 ngày vừa qua đã luôn luôn đồng hành cùng với chị và không bỏ chị lại một mình. <laughs> Đấy là điều hạnh phúc nhất ạ. Và dù như thế nào thì chị cũng mong là tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với các em. Được không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái hành trình mới nhá. Và rất mong có thể được gặp các bạn vào ngày mùng 6 tháng 6 trong khóa học 10 ngày để ôn tập lại toàn bộ kiến thức trước khi mà chúng mình thi nha. Được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn các em.